Thầy tử vi thấy trước những ngày cuối đời, cuộc đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960, từ 65 tuổi trở về già, Phật độ cho giàu ngất ngưởng, hưởng trọn phú quý, an khang thịnh vượng viên mãn. Ô hay một kiếp con người, trần gian thế thái thói đời điêu ngoa, ai là bè bạn với ta, đắng cay chia sẻ mới là tình thân, đến khi vướng cảnh nợ nần. Ví theo túi dám mình cần họ quên, bè bạn như cái bắt đèn, vui tỏ buồn lụi thấp hèn cao sang, hai chân trụ vững hồng trần, Canh Tý lộc tài phú quý long lân sung vầy. Hai tay tạo dựng nơi đây, phụng sông long bước trời mây hạ phàm, phát lộc phước đức chăm làm, trăm năm sức khỏe người phàm thua xa. Quý tín chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, với 1960 cô bác có một năm tam tai khó khăn đúng như dự kiến, theo cái kiểu nằm im cũng trúng đạn, chẳng làm gì cũng một trời họa hại tai ương, dù đã biết trước nhưng có nhiều việc 60 làm theo quán tính, hoặc giả không thể không làm. Dù đã biết trước nhưng có nhiều lại giả dạng cơ hội nhiều khi, nên 60 không thể không tận dụng, vậy là vụt cơ hội hóa họa, mọi mối mệt chịu hoài vào thân. Từ cổ chí kim con người ta đã quan niệm rằng, mỗi người sinh ra đều được an bài số mệnh khác nhau rồi, tuy nhiên, thời thế cũng quyết định một phần số phận. Có người sinh ra đã sướng từ trong trứng sướng ra, những tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý, nhưng vì thời thế thay đổi, tai ương dịch bệnh mà vỡ nợ phá sản, tuổi trẻ đang giàu sang vang danh, nhưng nửa đời còn lại càng già càng lụi bại, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Theo luận giải mới nhất từ giới tử vi cổ học, trong số 12 con giáp có tuổi Canh Tý sinh năm 1960, sinh ra trong bần hàn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, nhầm tưởng buông xuôi trước số vận nhục nhã cả đời, bi thương một kiếp, nhưng vì kiên nhẫn đợi được thờ thế, nên từ khi 65 tuổi là lúc tuổi Canh Tý đón nhận thiên mệnh đổi vận sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được ba điều này, là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn bên con cháu. Vậy, vận trình của người tuổi Canh Tý theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Từ 65 tuổi cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý những gì? Vậy, bản mệnh Canh Tý muốn biết phần còn lại cuộc đời từ năm 65 tuổi tới khi về già sẽ đi về đâu? Thì hãy chiêm nghiệm luận giải mới nhất dưới đây, chúc tín chủ tìm ra lộ trình với sự thịnh vượng viên mãn dành riêng cho mình. Quý vị thân mến, trong biển rộng mênh mông của thời gian và không gian, mỗi cá nhân đều mang cho mình những dấu ấn đặc trưng của thiên can và địa chi. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, bước vào tuổi 65 với những trải nghiệm phong phú và sâu sắc, tựa như dòng sông đã qua bao thác gành giờ chảy êm đềm. Canh Tý thuộc hành kim, mang cho mình nét cứng rắn và sắc bén như kim loại. Ở tuổi 65, sự sáng suốt của họ đạt đỉnh cao như một thanh kiếm đã được mài giũa qua năm tháng, trở nên sáng lấp lánh và cắt qua mọi khó khăn với sự khéo léo và tinh tế. Họ không chỉ nhìn thấy những sự việc trước mắt mà còn cảm nhận được những điều sâu xa ẩn dưới bề mặt hiện thực. Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, người tuổi Canh Tý hiểu rõ giá trị của sự kiên định như một ngọn núi vững chãi giữa dòng đời. Họ không dễ bị lay chuyển bởi những biến động xung quanh. Sự bình thản trong tâm hồn họ phản ánh một triết lý sống sâu sắc. Sự tĩnh lặng bên trong chính là sức mạnh đích thực để đối mặt với mọi bão tố. Canh Tý thuộc nhóm người có khả năng kết nối mạnh mẽ với người xung quanh. Ở tuổi 65, họ trở thành những bậc thầy về sự đồng cảm, như những cây cổ thụ đã trải qua nhiều mùa mưa nắng, tỏa bóng mát cho những thế hệ trẻ. Họ không chỉ lắng nghe mà còn thấu hiểu sâu sắc, giúp đỡ người khác tìm ra con đường đúng đắn trong cuộc sống. Người tuổi Canh Tý với tư duy sắc bén và trải nghiệm phong phú, nhận ra rằng sự thay đổi là yếu tố tất yếu của cuộc sống. Họ nhìn nhận mọi sự biến đổi không phải là sự mất mát, mà là cơ hội để tiến hóa, để trở nên hoàn thiện hơn. Triết lý này giúp họ đối diện với tuổi già không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng sự chấp nhận và hài hòa. Tính cách của người tuổi Canh Tý ở tuổi 65 là một sự kết hợp hài hòa giữa sự sáng suốt, kiên định đồng cảm và triết lý sống sâu sắc. Như một ngọn đèn sáng giữa đêm đen, họ tỏa ra ánh sáng ấm áp và dẫn dắt những người xung quanh bằng trí tuệ và tấm lòng bao dung. Đó chính là vẻ đẹp tinh thần của một người đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời và tìm thấy sự bình an trong chính mình. Theo tử vi chọn đời dự báo, thì khi bước sang tuổi 65, vận mệnh của Canh Tý sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Tín chủ giống như lột xác biến hình thành một người nào khác hẳn, mọi thứ sẽ vượt qua một cách tốt đẹp. Thời điểm này Canh Tý nhận được sự trợ giúp từ quý nhân, giúp cho cuộc sống của bản mệnh trở nên viên mãn. Chỉ cần Canh Tý mạnh mẽ vững vàng, thì cho dù có khổ cực đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ giải quyết được tốt đẹp và suôn sẻ. Đặc biệt là nguồn thu nhập của Canh Tý được cải thiện rất nhiều, người làm công ăn lương có cơ hội để tăng lương do hoàn thành tốt các công việc của mình, thậm chí là có cơ hội để thăng quan tiến chức, được bổ nhiệm vào một vị trí mới.
Đối với những canh tí làm ăn kinh doanh thì sẽ được thừa hưởng những trái thơm xứng đáng với công sức lao động mà bản thân đã bỏ ra vào thời gian này. Chỉ cần canh tí thật sự cần cù siêng năng hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ thu về túi một khoản lợi nhuận khiến cho canh tí hài lòng. Vậy là cuối cùng thần may mắn cũng chịu mỉm cười với canh tí rồi đấy. Để vận trình của cô bác canh tí diễn ra suôn sẻ thuận lợi, gặp hung hóa cát, đổi vận nhanh chóng, đổi đời giàu có, tiền bạc đầy tay, thì việc nắm bắt được vận trình tử vi của mình là vô cùng quan trọng. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ những nội dung chính sau đây. 1. Vận trình tuổi canh tí từ 65 tuổi về công việc sự nghiệp. 2. Vận trình tuổi canh tí từ 65 tuổi về tài lộc. 3. Vận trình sức khỏe. 4. Vận trình gia đạo và tình cảm. 5. Cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi canh tí từ 65 tuổi đến khi về già. 6. Phật bản mệnh của tuổi canh tí và những việc tuổi canh tí nên làm để được Phật độ khi về già. 7. Lời nhắc cải mệnh. Đầu tiên là vận trình tuổi canh tí từ 65 tuổi về công việc sự nghiệp. Có thể thấy rằng ở độ tuổi 65 này thì hầu hết các bác tuổi canh tí đã về hưu, nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, vẫn có những bác do đặc thù công việc theo nghiệp kinh doanh buôn bán hoặc nhận làm thêm và nhiều bác không được may mắn khi vẫn phải lo kiếm sống mỗi ngày, và từ 65 tuổi là giai đoạn tốt về mọi mặt cho tuổi canh tí 1960, đặc biệt trong chuyện làm ăn, họ sẽ nhận được nhiều cơ hội kinh doanh, phát tài, phát đạt. Đồng thời, trong năm này nếu có gặp trắc trở nào thì đều được giải quyết nhanh chóng và ổn thỏa. Bên cạnh đó, người tuổi này sẽ gặp được những người đối tác lớn và đáng tin cậy. Họ sẽ cùng tuổi 1960 tạo nên một năm thịnh vượng. Tuy vậy, canh tí cũng nên tính toán kỹ càng và có cái nhìn thấu đáo trước khi đầu tư hay kinh doanh. Canh tí từ 65 tuổi, nếu có mở rộng phát triển việc làm ăn buôn bán hay động thổ xây nhà thì hãy nên xem ngày tốt xấu để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Theo dõi tử vi của 12 con cháp tuổi canh tí hoàn toàn có thể mở mày mở mặt và tự hào với những thành tích mà mình đạt được ở phương diện sự nghiệp trong thời gian này. Công việc tiến triển khả quan, gần như không có vấn đề nào có thể làm khó được bản mệnh. Đây là thời điểm có sự xuất hiện của cục diện tam hợp. Thêm chính quan độ mệnh, tuổi canh tí cảm nhận rõ vận trình của mình có nhiều sự khởi sắc, bản mệnh dễ dàng khơi thông thế bế tắc. Ngay cả những vấn đề chưa tìm được giải pháp trước đó thì nay cũng tìm ra những sáng kiến kịp thời nhờ đầu óc nhanh nhạy của bạn. Giai đoạn này cũng cho thấy canh tí có quý nhân tương trợ, làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái không ít thành tựu, bản mệnh cũng biết huy động nhân lực để tăng dụng sức mạnh tập thể, vừa giúp ích cho tiến trình công việc chung, lại vừa giúp bản thân ghi điểm cho mắt cấp trên. Chắc chắn với những màn biểu hiện này, bản mệnh cũng đã được lãnh đạo nhìn nhận ở mức cao hơn trước. Thêm nguyệt lệnh lâm thai, lúc này canh tí có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Nếu có ý định cầu danh, cầu lợi, bạn có thể tranh thủ tiến hành ngay trong thời gian này, kết quả đạt được hứa hẹn rất khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều các tinh sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ, tuy không gây ra hậu quả lớn, nhưng bản mệnh cũng trở nên chủ quan, kẻo kéo theo vô vàn rắc rối về sau. Hung tinh này có thể gây ra họa tiểu nhân, đấu đá cạnh tranh, do đó làm gì cũng nên thận trọng tính toán trước sau, đừng quên giữ thái độ dĩ hòa vi quý, thắng không kiêu để tránh rước thị phi. Về phương diện tài lộc, từ 65 tuổi, về mặt tài chính, tuổi canh tí sẽ không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì tiền sẽ vào như nước chảy. Mọi kiến thức tích lũy trước đây sẽ là trợ thủ đắc lực để giúp họ dễ dàng có được những mối làm ăn béo bở, nhưng dù kiếm được kha khá tiền của, các bác sinh năm 1960, hãy nên tiết kiệm và chi tiêu đúng mực, đó sẽ là một khoản đầu tư cho tương lai của bản thân hoặc con cháu và cũng có thể phòng thân sau này. Cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, tuổi canh tí cũng có thời điểm vượng tài vượng lộc, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Cả nguồn thu chính và phụ đều đổ về đều đặn, dù làm ở ngành nghề hay lĩnh vực nào thì bạn cũng có thể cảm thấy hài lòng về thu nhập hiện tại. Nhờ quý nhân tam hợp đưa đường chỉ lối, những chú chuột thuận lợi trong việc mở rộng xã giao, gặp gỡ đối tác hay bạn đồng hành đáng tin cậy, và hầu hết đối phương đều là người có thực lực kinh tế, đôi bên hỗ trợ nhau khá nhiều, hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ, một vốn bốn lời. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn kinh doanh, ký kết hợp đồng mới, canh tí cứ mạnh dạn mưu sự lớn, tỷ lệ thành công sẽ rất cao, các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời. Tuy nhiên, hung tinh ngũ quỷ ẩn tàng, nhắc nhở bản mệnh làm ăn muốn lâu dài và bền vững thì phải đi theo con đường chính thống, không nên có tư tưởng đi đựng tắt kèo lợi bất cập hại.
Trong những hạng mục mà bản thân vẫn chỉ là tay mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cũng không nên liều lĩnh. Tốt nhất Canh Tí chỉ nên dừng ở quy mô nhỏ, tránh làm lớn vì tỷ lệ rủi ro cao. Ngoài ra, khi nhìn thấy có dấu hiệu sinh lời thì có thể rút lợi nhuận ngay khi có thể để bạn hạn chế rủi ro không đáng có, buôn bán cũng khó tránh cạnh tranh. Làm ăn cần giấy trắng mực đen cho chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng, giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau. Nhìn chung, thời gian này không còn cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại, tài chính dư giả, nên Canh Tí muốn làm gì thì làm lấy, không ai ngăn được. Bạn cũng có thể đi du lịch để mở mang đầu óc, làm mới bản thân và cũng là tạo ra những cảm hứng mới cho giai đoạn tiếp theo. Về vấn đề sức khỏe. Ở phương diện sức khỏe, người tuổi 1960 Canh Tí chăm sóc bản thân khá tốt, họ tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục điều độ. Nhờ đó, dù ở ngưỡng tuổi 65, họ vẫn mạnh khỏe như thanh niên trai tráng, phong độ lịch lãm. Mặc dù là vậy, Canh Tí vẫn cần cẩn trọng cho mọi hành động, chú ý an toàn là trên hết. Ngoài ra, cũng không nên chủ quan mà làm việc hay vận động quá sức, hãy nghỉ ngơi và thư giãn đầy đủ tiếp sức cho chặng đường tiếp theo. Đặc biệt, sự xuất hiện của ngũ quỷ mang đến điềm báo về tai nạn bất ngờ, bản mệnh cần hết sức lưu ý. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng cần được đặc biệt chăm sóc trong thời gian này, kẻo va vấp ngã quỵ, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Về gia đạo và tình cảm. Tuổi Canh Tí có cuộc sống gia đạo bình yên, hòa thuận và con cháu hiếu thảo. Từ 65 tuổi, những đứa con, người cháu xa quê sẽ quay về quê hương đoàn tụ với gia đình. Đây là dịp gia đình quây quần bên nhau và rộn rã tiếng cười. Sau những năm tháng chia cách, thêm vào đó người tuổi 1960 sẽ có cơ hội gặp lại những người bạn tri kỷ đã lâu không gặp. Cuộc tái ngộ này vô cùng ý nghĩa với Canh Tí, khơi lại những kỷ niệm tươi đẹp đáng nhớ. Về cuộc sống hôn nhân, Canh Tí vẫn duy trì tốt mối quan hệ với người chồng, người vợ của mình. Họ có sự gắn kết vững chắc và tình nghĩa vợ chồng đậm sâu. Vì thế, người bạn đề của tuổi 1960 sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời trong những năm tháng này. Không khí đầm ấm yên vui cũng sẽ tạo động lực cho bản mệnh cố gắng nhiều hơn. Thưa quý vị, khi làm kinh doanh đa phần người ta thường đặt vấn đề lợi nhuận lên trên tất cả. Tuy nhiên, kinh nghiệm của cổ nhân về đạo làm người, đạo kinh doanh, 3 phần kinh doanh, 7 phần học cách làm người, đây là bí quyết bất hữu, ai tuân theo ắt giàu sang phú quý, đặc biệt những người đang bước chân vào thương trường nên suy ngẫm và làm theo. 1. Nhân phẩm quyết định tài khí. Cổ nhân nói, đắc nhân tâm có thể đắc thiên hạ, người đắc nhân khí có thể đắc tài khí, chiếm được thiện cảm của lòng người, sau đó mới học cách kiếm tiền. Trên thực tế, người chịu thiệt thòi là phúc, người làm ăn kinh doanh càng phải học cách rộng lượng, lòng tốt và sự thiện lương mang lại phúc khí. Giúp người khác cũng chính là giúp mình, tâm rộng bao nhiêu phúc dày bấy nhiêu, những người vô đức thì dù có giàu đến đâu thì cũng không bền lâu, sớm muộn cũng tiêu tan tiền của. Thật lòng với nhau khi hợp tác kinh doanh mới có thể phối hợp lâu dài, mối quan hệ bền chặt và phát triển. 2. Hòa khí sinh tài khí. Vạn sự dĩ hòa vi quý, người làm ăn kinh doanh phải coi trọng hòa khí, đức dày như đức mẹ thì mới có thể giữ được của cải, mới có thể làm ăn phát đạt. Làm ăn kinh doanh quan trọng nhất là phải có một tâm thái tốt, lùi một bước thì biển rộng trời cao tạo nên hòa khí, suốt ngày tranh đấu chỉ vì chút lợi nhỏ thì dễ gặp xui xẻo vận không tốt. Sống ở đời nên chừa cho người khác một con đường lùi, đây cũng chính là lưu lại một con đường rộng mở cho chính mình. 3. Chữ tín là bí quyết thành công lâu dài. Làm người quan trọng nhất là sống thành thật, đặc biệt trong kinh doanh, thành tín và trung thực, đó là nền tảng cơ bản để phát triển bền vững. Nói dối được lúc này, nhưng không thể bịp thiên hạ cả đời, đừng bao giờ lấy danh dự sự tín nhiệm của bạn ra làm trò đùa cho thiên hạ. Xin nhớ rằng, thành thật là tấm biển quảng cáo tốt nhất cho bạn. Người khôn lỗi lắt léo và tham lợi nhỏ có thể giàu có sau một đêm, song tài sản sẽ không được bền lâu, người trung thực mới có thể kinh doanh ngày càng phát đạt. Ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bản mệnh, cụ thể diễn tiến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Canh Tí từ 65 tuổi đến khi về già. Nam mạng, từ năm 65 tuổi đến năm 70 tuổi. Vào khoảng thời gian này, mọi việc đều bình thường, gia đình có nhiều sự thay đổi vào những năm này, cuộc sống có nhiều vui vẻ. Tình cảm và tài lộc có nhiều tiến triển, nhưng cần chú ý giữ gìn sức khỏe và tài sản, kẻo đau ốm bệnh tật thất thường hay bị chậm cắp. Mọi sự đều tốt đẹp vào những năm này, nhưng cần tránh thực hiện những dự định lớn hay xuất hành đi xa, vừa không thu được kết quả lại hao công tốn của. Nữ mạng, từ 65 đến 70 tuổi. Mọi thứ dường như lắng lại vào khoảng thời gian này, vào giai đoạn này nên tạo điều kiện để con cháu báo hiếu, nên bồi bổ tăng cường vận động để tăng sức đề kháng,
Từ 70 tuổi trở đi, cuộc sống an nhàn, không vướng bận công việc, gia đình hòa thuận bình an. Trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị tuổi Canh Tý tìm hiểu 3 dấu hiệu điềm lành đại phú của một gia đình là như thế nào, cũng như các cách để chiêu gọi phong thủy lành đến với gia đạo và bản thân con giáp. Cụ thể đó là những dấu hiệu đổi đời nào, mời cô bác cùng chương trình chiêm nghiệm và kiểm chứng xem có đúng như vậy không nhé. Một số tín ngưỡng ở nông thôn đã được lưu truyền hàng nghìn năm và một số điều vẫn còn đáng tin và hữu ích dưới cấp độ phong thủy. Ví dụ, quan niệm 3 loại động vật đừng xua đuổi khi chúng đến nhà, đó là điềm báo may mắn mà ông trời gửi tới cho con giáp tuổi Canh Tý. 1. Chim én. Chim én từ lâu đã được coi là một biểu tượng mang lại. Người xưa tin rằng nếu chim én đến nhà cũng là khởi đầu cho những điềm lành mang may mắn. Chim én trong văn hóa dân gian được gọi là huyền điểu thiên nữ, hay còn được gọi cho dấu hiệu gia đạo phát đạt, gia đình êm ấm. Vào thời cổ đại, một số người nhận thấy rằng chim én thường xây tổ trong nhà của người giàu, vì vậy mới lưu truyền câu chuyện chim én làm tổ nhà ai là người đó đại phú đại quý. 2. Rắn. Quan niệm về rắn và tác động của chúng đến phong thủy nhà cửa thường phụ thuộc vào niềm tin và truyền thống văn hóa của từng người. Dưới góc độ khoa học, đánh rắn có thể gây ra nguy hiểm cho cả con người và chính bản thân rằng rắn thường phản ứng nhanh chóng và có thể cắn khi cảm thấy bị đe dọa. Điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên, trong quan điểm phong thủy và tâm linh, rắn thường được coi là biểu tượng của sự giàu có và phú quý. Việc đón nhận rắn đến nhà như một điềm báo về sự thịnh vượng và may mắn. Thực tế, ở một số vùng quê, rắn được coi là một loài vật bảo hộ, bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu. Trong quan điểm phong thủy và tâm linh, rắn thường được coi là biểu tượng giàu có và phú quý. Vì vậy, trong trường hợp rắn đến nhà, việc đối xử nhẹ nhàng và không làm hại chúng thường được khuyến khích. Sử dụng phương tiện như cây gậy dài để đuổi chúng đi có thể là một cách an toàn và tôn trọng đối với cả con người và loài vật. 3. Tắc kè. Tắc kè từ xa xưa đã được coi là một biểu tượng của sự bảo hộ và bình an trong văn hóa và truyền thống nhiều quốc gia. Tính năng săn mồi của tắc kè giúp kiểm soát sự xuất hiện của các loài côn trùng gây hại trong nhà, đồng thời mang lại sự an toàn và sạch sẽ cho môi trường sống. Ngoài ra, trong quan niệm phong thủy, tắc kè cũng được xem là một biểu tượng của sự may mắn và bình an. Vì tắc kè xuất hiện trong nhà được coi là một dấu hiệu tích cực, báo hiệu về sự xui đuổi tà ma và những điều không may mắn ra khỏi ngôi nhà. Trong quan niệm phong thủy, tắc kè cũng được xem là một biểu tượng của sự may mắn và bình an. Do đó, nếu bạn nhìn thấy tắc kè xuất hiện trong nhà không nên làm hại chúng, mà hãy để chúng tự nhiên sinh sống. Sự hiện diện của tắc kè không chỉ mang lại sự an lành và sạch sẽ, mà còn đồng nghĩa với việc gia đình bạn được bảo vệ khỏi những điều tiêu cực. Mơ thấy chuồn chuồn vào nhà là điềm gì? Khi mơ thấy chuồn chuồn mới vào nhà là điềm báo bản thân có quý nhân phù trợ, người tài dẫn lối. Đây là để bản thân thể hiện tự tin kinh doanh buôn bán. Khi tỉnh dậy sau giấc mơ, hãy tranh thủ học hỏi những người đi trước, rèn luyện tính kiên nhẫn. Khi hội tụ đủ các yếu tố thì hãy nhanh chóng làm ngay, cơ hội thành công và một ngày không xa đang đón chờ. Bên cạnh đó, hiện tượng chuồn chuồn bay vào nhà có thể là dự báo cho một con số may mắn. Hãy thử vận may với các con số về những trường hợp thấy chuồn chuồn vào nhà, chuồn chuồn bay vào nhà. 98, 15, một con chuồn chuồn bay vào nhà. 01, số 10, đàn chuồn chuồn bay vào nhà. 99 và 22, chuồn chuồn ớt vào nhà. 60, chuồn chuồn vào nhà cắn nhau. 49 và 81, chuồn chuồn bay vào nhà ngày lẻ âm lịch. 49, 85, chuồn chuồn bay vào nhà ngày chẵn âm lịch. 43 và 87, chuồn chuồn bay vào nhà ngày rằm. 32 và 81, chuồn chuồn bay vào nhà ban đêm. 52 và 41, chuồn chuồn bay vào nhà và chết. 93 và 37, thấy xác chuồn chuồn trong nhà. 16 và 86, chuồn chuồn bay vào nhà ngày mùng 1. 11 và 25, chuồn chuồn màu đen bay vào nhà. 12 và 31, chuồn chuồn màu trắng bay vào nhà. 27 và 91, chuồn chuồn màu xanh bay vào nhà. 72 và 86, chim bao thấy chuồn chuồn vào nhà. 26 và 65, chuồn chuồn màu đỏ bay vào nhà. 35 và 68, nằm mơ thấy chuồn chuồn bị ăn thịt khi bay vào nhà. 30 và 36, giấc mơ thấy một đàn chuồn chuồn bay vào nhà. 12 và 66, trong mơ bạn bắt được con chuồn chuồn đang bay vào nhà. 80 và 93, chuồn chuồn trong mơ bay lướt ngang mặt bạn trong nhà. 33 và 45, mơ thấy chuồn chuồn bay vào nhà nhưng lại chết. 68 và 86, chim bao thấy chuồn chuồn vào nhà đẻ trứng. 60 và 76, chỉ đơn giản là giấc mơ về chuồn chuồn vào nhà. 74. Thưa quý vị, từ xưa đến nay nhân dân ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo,
việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều. Tuổi Canh Tý được Phật Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát hộ mệnh, tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý cô bác Canh Tý cũng quan tâm đến Phật bản mệnh của mình, thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và cô bác theo dõi tiếp video sau đây. Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, mà trong nhân gian còn gọi người với cái tên khác là Đức Phật Ngàn Mắt Ngàn Tay, tượng trưng cho tấm lòng từ bi hỷ xả, phổ độ chúng sinh. Trong tương truyền và các lời chứng thực trong nhiều văn bản lịch sử chính thống, đã ghi chép lại một vài tích liên quan đến Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát như sau. Trước kia Đức Bồ Tát từng phát một lời thề chư Phật A-di-đà sẽ phổ độ chúng sinh tất thảy đều thoát khỏi bể khổ trong luân hồi chuyển thế, nếu không tuân thủ theo lời thề đó, sẽ lập tức thịt nát xương tan. Sau này trong quá trình tu luyện và chứng độ cho vô vàng chúng sinh trong lục giới thoát khỏi khổ, nhưng không giúp được mọi sinh linh để ra khỏi bể khổ, nên đã thăng thể vì thế vỡ tan thành 1.000 mảnh. Vì chứng kiến cảnh tượng đó, Phật A-di-đà đã dùng pháp lực của mình mà hồi lại thân thể của Đức Bồ Tát Thiên Thủ, có thể dùng được 1.000 cánh tay của mình, phổ độ chúng sanh. Từ đó hình tượng của Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát gắn liền với 1.000 mắt 1.000 tay, với sức mạnh vô cùng màu nhiệm. Với đó các bàn tay của Ngài đại diện cho hành động và con mắt đại biểu cho thấu suốt, đối với ý nghĩa của Phật bản mệnh tuổi Tý, hay còn là Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, được coi là biểu tượng cho mọi sự viên mãn vì hình ảnh của Đức Bồ Tát gắn liền với thế kết gia phu tọa, hai tay trước ngực chấp lại và ở giữa có biểu tượng ngọn mani. Không những vậy, trên những cánh tay khác của Đức Phật còn cầm rất nhiều các pháp khí, uy quyền của nhà Phật như tràng hoa, đại diện cho từ bi hỷ xả đức độ, bánh xe pháp luân, biểu trưng cho bánh xe pháp của Đức Phật và cũng là giáo pháp của nhà Phật, bình tịnh thủy, năng lượng pháp vị và gia trì của Đức Phật để diệt trừ mọi khổ đau. Ngoài ra, là các pháp bảo khác như chày kim cang, hoa sen, lụa, gấm vóc. Chính vì vậy, Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát đại diện và cũng là vị Phật bản mệnh riêng cho tuổi con Giáp Tý, mang ý nghĩa về cầu bình an, đắc bình an, cầu hạnh phúc, đắc hạnh phúc. Bởi đối với một vật phẩm hộ thân được tạc theo hình tượng của một trong 8 vị tôn chủ, không chỉ hướng con người tới điều thiện tâm, giải trừ gian ác, mà còn có tác dụng hóa giải điềm tai ương không may mắn. Và dưới đây là những việc tuổi Canh Tý nên làm để được phạt độ. Đức Phật là bậc đại từ đại bi, xót thương hết thảy chúng sinh, Ngài thương nhân loại bằng sự bình đẳng và luôn chỉ dạy cho chúng sinh con đường để thoát khỏi bể khổ. Tuy nhiên, có một sự thật rằng, kể cả khi Đức Phật còn tại thế, hay cả khi Ngài đã nhập Niết Bàn, vẫn có những người không có được phước duyên biết đến Phật, không gặp được giáo pháp của Phật. Cho nên trong nhà Phật mới có câu, Phật độ hữu nhân duyên, người vô nhân vô duyên, Phật cũng không độ được. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật khuyên dạy chúng sinh, hãy chăm tu tập, tứ vô lượng tâm, tức là 4 món tâm rộng lớn, không lường được đó là các tâm, từ, bi, hỷ, xả. Phật dạy hãy mở rộng 4 tâm này không hạn chế, cho tất cả các loài hữu tình ở khắp 4 phương. Đây là những đặc tính giúp con người trở nên tốt đẹp, hoàn thiện, là lối sống của Bậc Thánh. Tâm từ là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. Tâm bi là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. Tâm hỷ là niềm vui lòng thanh thản do từ bi đem tới. Tâm xả là thư thái, nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. Những người này ngày ngày tụng kinh niệm Phật, dù có chăm chỉ khấn bái thắp hương trước chư thần Phật ra sao, nhưng trong tâm không có tứ vô lượng tâm này, tức là làm ngược lại với đạo. Và dù có tu đến 8 vạn đại kiếp, người này vẫn còn xa Phật đạo đến cả 84.000 cây số, khó kết Phật duyên. Vậy thì sao có thể mong được ban Phật ân? Đức Phật dạy rằng, một người có Phật duyên chắc chắn là người có tâm thiện lành, thường xuyên bố thí, luôn canh cánh, suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ người có hoàn cảnh kém hơn mình, họ không mưu lợi cho bản thân, chỉ mong chúng sinh thoát khổ, là người có bồ đề tâm, thế gian ai cũng cầu Phật che chở, phù hộ cho mình, luôn xin cái này, mong cái kia. Nhưng ít ai nghĩ rằng, nếu như chư thần Phật đều đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người, vậy thì các ngài sẽ cực khổ biết bao. Người chân chính Phật là người luôn bồi dưỡng tứ vô lượng tâm. Khi có tứ vô lượng tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sinh và khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Có người nên có lòng từ bi đối với người hay đối với sự việc gì. Chúng ta cũng nên chung sống trong cảnh hòa bình và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Tất cả đều là nghĩ đến người khác. Chúng ta không được dùng thủ đoạn cay độc để áp bức người. Sự rung động, lòng trắc ẩn, cao thượng, hướng về nỗi đau của người khác sẽ định hướng cho con người trong lý trí hành động, sẵn sàng quên mình vì mọi người. Cho nên, người có tâm từ bi hỷ xả, cho dù không cần ngày ngày bái phạt thì vẫn sẽ được âm thầm phù hộ độ trì, giúp vượt qua mọi tai họa trong cuộc đời, an nhàn, hưởng phúc, bởi tự thân người đó đã tự gieo Phật duyên.
Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ chủ từ 65 tuổi đến khi về già, vận số của Canh Tý sẽ thật sự thịnh vượng viên mãn, từ 65 tuổi trở về già, nhờ tín chủ làm được những nguyên tắc dưới đây. Khi đã đến độ tuổi 65, thì bất kỳ người nào cũng hy vọng có thể được quây quần bên con cháu, cùng chung với niềm mong mỏi ấy Canh Tý cũng luôn hy vọng rằng con cái có thể thoải mái sống chung mà không e dè, ngại ngùng hoặc phát sinh mâu thuẫn với bố mẹ. Theo sự trưởng thành về mặt tuổi tác, con cái của tín chủ chẳng mấy chốc đã đến tuổi thành gia, lập thất. Khi các con đã có sự nghiệp ổn định và yên bề gia thất, thì Canh Tý cũng bắt đầu thích ứng với cuộc sống về già, hưởng thụ sự an nhàn của những ngày tháng dưỡng lão của mình. Dĩ nhiên, muốn các phụ huynh Canh Tý buông xuống sự bận tâm đối với con cái, cháu chắt là điều không hề dễ dàng. Có đôi khi chính vì sự lo lắng thái quá của tín chủ, những gia đình có từ 2 đến 3 thế hệ sống chung trở lên thường xuyên phát sinh nhiều mâu thuẫn trong tư tưởng, cũng như đời sống sinh hoạt, làm thế nào để không khiến con cái e dè, ngại ngùng hoặc xa cách, đồng thời bản thân vẫn giữ được sự tôn nghiêm và tự trọng, là điều mà Canh Tý nên chú trọng. Từ 65 tuổi, muốn có được cuộc sống sung vầy và hòa thuận, phú túc với con cái, Canh Tý nên chuẩn bị trước và duy trì 3 nguyên tắc vàng dưới đây. Nguyên tắc thứ nhất, không chấp nhặt, không tự ái, đơn giản tự nhiên, hết lòng tùy duyên, thay vì luôn tìm cách áp đặt con cái. Cháu chắt phải sống theo quy cũ do mình đặt ra, các bậc phụ huynh Canh Tý nên học cách buông bỏ áp lực để sống một cách thanh thản vui vẻ. Có lẽ sẽ không phải quá lời nếu nói rằng trong đời sống hiện tại thứ gì cũng sẽ tăng giá, duy chỉ có tuổi tác càng tăng lên thì giá trị con người lại càng có nguy cơ giảm sút. Trong đời sống gia đình, tín chủ không nên dựa vào tuổi tác để áp đặt, ép buộc các hậu bối. Điều này chỉ khiến mất quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên xa cách, mâu thuẫn. Vì vậy tín chủ Canh Tý nên chú ý duy trì sự tinh tế trong cách ăn nói, hạn chế dùng những mẫu câu mang tính cực đoan như hắn phải, đừng có. Nguyên tắc thứ hai, đừng mãi chìm đắm trong quá khứ, chớ làm khó mình, làm khó người. Những năm tháng, dù huy hoàng hay khổ sở trước kia, đều đã lùi vào quá khứ. Từ 65 tuổi, Canh Tý có thể hồi tưởng hoài niệm, nhưng đừng ép con cái đắm chìm vào quá khứ của mình. Những câu chuyện mở đầu bằng câu, nhớ năm ấy, bố mẹ ngày xưa, không hẳn là lời nói mà con cháu của chúng ta ngày nay thích nghe. Trong nhịp sống hối hả của thời đại ngày nay, có nhiều thứ đổi mới nhanh tới chóng mặt, con cái của tín chủ cũng ngày càng phải quay cuồng trong guồng quay vội vã ấy, cho nên họ không có thời gian hoài cổ. Từ 65 tuổi, mệnh chủ sẽ nhận ra rằng thế hệ sau không có mấy người muốn cùng họ ôm lại những kỷ niệm về một thời lận đận đã qua, hay những vinh quang từ sớm đã lùi vào quá khứ. Dẫu sao thời đại bất đồng, cuộc sống đổi thay, khiến con người thay đổi, ngày tới rau củ dại, chỉ có nhà nghèo ăn chống đói vào ngày xưa, giờ đây có thể đã trở thành sơn hào hải vị đắt đỏ trong nhà hàng. Vì vậy Canh Tý không cần vì điều này mà bi quan, cũng đừng lấy đó làm lý do, tự làm khó mình, hoặc khiến con cái khó xử, thay vì chăm chăm bắt con cháu. Ngày ngày phải nhai đi nhai lại một vài câu chuyện về thời xưa cũ, mệnh chủ có thể chỉ kể một số chuyện đặc sắc vào những dịp trọng đại, hoặc ôn lại kỷ niệm với những người bạn, người thân đồng trang lứa. Nguyên tắc thứ ba, cuộc đời vốn rất ngắn, không cần phí công sân si. Từ sau 65 tuổi, thay vì trở thành nguyên nhân khiến con cái bất hòa, Canh Tý hãy giúp thế hệ sau của mình hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ gia đình. Ít xem vào chuyện của người khác, ít sân si, so đo những chuyện vặt vãnh trong nhà là cách tốt nhất để hạn chế mâu thuẫn với con cái. Lời khuyên chân thành dành cho Canh Tý có chung sống cùng con cháu chính là hãy hạn chế làu bầu, than vãn, không nhất thiết lúc nào cũng buộc mình phải gồng gánh trên vai cái chức vụ chủ quản trong nhà. Tuổi già là khoảng thời gian an dưỡng, nghỉ ngơi, mệnh chủ nên chọn cho mình một vị trí vừa phải trong gia đình, những việc con cái có thể tự lo. Hãy để cho các con có cơ hội làm chủ. Đối với những chuyện được coi là đại sự, tín chủ nên bày tỏ thái độ một cách dứt khoát, nhưng với những chuyện vặt vãnh, bạn đừng phí công so đo, cầu nhau, nên nhớ rằng thay vì không ngừng tự ý đưa ra quyết định, hãy làm sao để con cái chủ động hỏi ý mình, đó mới là sự tự tôn mà Canh Tý nên có. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe, còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.